Địa ngục, hiểu theo tên gọi, thì là nơi có điều kiện sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt. Ở đó, chúng sinh hữu tình vui ít khổ nhiều, dai dẳng không ngừng. Tình cảnh thực của địa ngục thê thảm gấp muôn triệu lần so với những điều phim này miêu tả. Những điều phim miêu tả ví như một sợi lông nghiền thành trăm mảnh, lấy 1% của một giọt nước biển, khi nước dính vào 1% cộng lông, chính là cảm nhận mà phim thuật lại. Còn cảm nhận thực sự nơi địa ngục cũng ví như tất cả nước có trên trái đất. Theo lời khai thị của bậc thầy tam giới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai Thế Tôn, chúng ta được biết sở dĩ địa ngục tồn tại là do chúng sinh hữu tình thành 10 bất thiện nghiệp mà hình thành. Khổ sở nơi địa ngục quy căn nguyên gốc rễ vẫn tại lòng người hiểm ác dẫn đến. Nếu mỗi chúng sinh hữu tình đều có thể tịnh hóa tâm linh mình, trở về với tự tánh thanh tịnh, ăn năn hối cải, trọng làm 10 thiện nghiệp, dứt tuyệt nghiệp ác, như thế thì địa ngục sẽ không còn tồn tại được. Phim này dựa theo những lời ghi chép về khai thị của Phật trong Kinh Đại Tạng, Kinh Khởi Thế Nhân, Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Trong phim có những cảnh tượng quá máu me, thảm khốc, nên trẻ em chưa thành niên chỉ nên xem một cách chọn lọc với sự có mặt của cha mẹ. Chúng ta hãy chắp tay, mặt hướng về phía Tây, xưng niệm 3 lần quy y Đức Phật, quy y chánh pháp, quy y tăng đoàn. Chúng ta hãy bắt tay cùng xây dựng để thế giới chúng ta đang tồn tại sớm trở thành tịnh độ. Cảm tạ ơn Phật, cảm ơn chánh pháp, cảm ơn tăng đoàn. Tập 2. Diêm Vương cười nhạt. Tự mình ngu còn muốn lôi kẻ khác chịu tội chung mà. Ngươi không nghĩ xem, đàn bà con gái đẹp toàn do tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, máu, thịt gân, mạch, xương, thủy, gan, phổi, tim, lá lách, thận, bào tử, ruột già, ruột non, phân, nước tiểu, nước mũi, nước bọt, mồ hôi, nước mắt, cáo ghét, bụi, mũ, ốc, màng, mật, nước, mỡ, màng não, toàn những vật không sạch kết hợp mà thành. Tổ hợp những thứ này lại luôn biến đổi. Ý thức trong thân này cũng không ngừng lóe lên. Ngươi thử nói xem, đẹp ở đâu? Còn về con cái, thân chúng là do tinh cha huyết mẹ tổ hợp nên. Kế hấp thu các loại thức ăn khiến không ngừng phân hóa và thay mới, mới dần lớn lên. Mà chủ nhân của tấm thân này chẳng hề có chút quan hệ gì với ngươi,
ngươi lại nhận giả là thật, uổng công tạo nghiệp. Thôi thôi thôi, ngươi có muốn biết vợ con ngươi vợ thế nào không? Vừa nghe xong tôi mừng rỡ, vội đáp rằng: tốt quá, hay quá, cảm tạ đại dương, cảm tạ đại dương. Diêm Vương nhìn bộ dạng tôi si mê thế, nghĩ bụng uổng công nói những lời ban nãy, nên thở dài lắc đầu. Người quá sức u mê. Thôi, cho ngươi đi xem thử. Người đâu, đưa hắn đến Vọng Hương Đài. Tuân lệnh. Tên quỷ không đầu hô to, rồi kéo tay áo tôi cưỡi lên mây, lướt đến chỗ đài cao, quăng lại câu: ngươi tự mở mắt ra nhìn đi. Rồi bỏ mặt tôi. Tôi vội vàng đứng ở Vọng Hương Đài nhìn xuống. Nhìn một hồi thì tức muốn bể phổi. Thấy cô vợ xinh đẹp tôi vô cùng thương yêu đang dựa vào lòng gã đàn ông khác, âu yếm thỏa thẻ đút trái dâu vào miệng gã đó, nũng nịu bảo: anh đi mình. À, đã quên tôi thật rồi. Anh đi mình. Hai đứa con tôi từng rất yêu thương lại đi hái những bông mẫu đơn tươi tắn trong hậu hoa viên cho gã đó, còn luôn miệng hỏi: ba ơi, nhìn xem hoa này có đẹp không? Tôi tới trong nhà luôn chân ra vào làm bổn phận của mình. Ngoài phòng ốc ra thì trong dinh thự đó chẳng còn vật gì tôi từng sử dụng được tồn tại. Họ xem là vật xui rủi nên đem đốt hết. Thứ gì không thiêu hủy được thì phá hủy rồi quăng bỏ thật xa. Số bạc vàng châu báu tôi mất bao công sức mới có được, giờ đã về tay người khác. Vậy là tài sản vất vả gom góp cả đời bốc hơi sạch hết, không còn chút dấu vết gì. Nhìn đến đây, lòng tôi ngập tràn hối tiếc. Sớm biết vậy thì trước kia đâu làm như thế. Tôi ngồi thụp xuống, hai tay bưng mặt, mặc cho nước mắt tuôn trào. Hồi lâu sau, tôi đứng dậy, bảo gã quỷ không đầu kia đi thôi. Khi đến trước điện của Diêm Vương, lòng trai rất hổ thẹn. Tôi chưa dám mở miệng. Diêm Vương nói: đó toàn do dục vọng trong lòng không bị đè nén kiểm soát, buông lơi để mặc cho sinh sôi mới gây ra tội lỗi tày trời như thế. Vì lúc sống ngươi không làm điều tốt, việc ác thì thừa mứa. Nếu ta nêu đủ ở đây, cả năm cũng không kể hết. Ta cũng chẳng muốn nhiều lời nữa.
tống ngươi vào các đại địa ngục để thiêu cho sạch tội nghiệp trong lòng. Người đâu? Lôi đi! Tuân lệnh! Một tiếng hô lớn vang lên, rồi cái chĩa ba từ sau lưng phóng ngập vào ngực. Tôi thét lên thảm thiết, người bị giết bổng lên. Hoảng hốt, tay chân quẫy đạp, ngất đi vì quá đau đớn. Từng luồng gió lạnh thổi đến đã lay tôi tỉnh lại. Tên Ngụy Tố quăng tôi xuống. Rút chĩa ba về, tôi lại đau đớn ngất xỉu. Một luồng gió thổi tới, tôi gắng dướng mắt lên nhìn, thấy vết thương ở ngực không còn, cứ như vừa trải qua cơn ác mộng. Lòng nửa tin nửa ngờ, ngẩng đầu thấy trước mặt ngọn núi lớn cao chót vót, trên có khắc tên núi Thiết Di. Kế bên chú thích: núi này cao 1,3600 dặm thước, hoàn toàn bằng thép, khó mà hủy hoại. Ngoài núi Thiết Di này ra, còn núi Đại Luân Viên cũng ngang ngửa. Giữa hai ngọn núi có 8 địa ngục lớn. Tên gọi kia ra là Ngoại Đại Địa Ngục, Đại Địa Ngục Hắc Thạch, Đại Địa Ngục Chúng Hợp, Đại Địa Ngục Kiếu Quan, Đại Địa Ngục Đại Kiếu Quan, Đại Địa Ngục Nhiệt Não, Đại Địa Ngục Đại Nhiệt Não, Đại Địa Ngục A Tỳ Kiên, trong 8 đại địa ngục này lại có 16 tiểu địa ngục, những địa ngục nhỏ này vây quanh đại địa ngục đều có diện tích 10 triệu mét vuông. Tên gọi của các tiểu địa ngục này là Địa Ngục Hắc Dân Sa, Địa Ngục Phân Nước Tiểu, Địa Ngục Ngũ Xoa, Địa Ngục Độc, Địa Ngục Khác, Địa Ngục Máu Mủ,
địa ngục chỏ độc. Địa ngục nhiều chỏ độc. Địa ngục cối xay. Địa ngục thùng đông. Địa ngục gà. Địa ngục sông trong. Địa ngục dán chặt. Địa ngục lưỡi dao. Địa ngục sói chồn và địa ngục băng giá. Một sức hút lạ lùng lôi tôi vào trong quạt đại địa ngục. Bên cánh cổng địa ngục đó có dòng chữ ghi tên gọi và thời gian phải trải qua ở đây. Thọ mạng nơi đây là 10.000 năm. Một ngày ở quạt đại địa ngục bằng 3.750 năm cõi người, cũng đủ 30 ngày làm một tháng, 12 tháng thành một năm. Tính như thời gian cõi người sẽ là 135 ức năm, 13 tỷ rưỡi năm. Tôi đang quảng thầm trong bụng thì nhận ra người ở địa ngục này đều rất cao to, và kẻ nào cũng hình dạng quái dị. Mười ngón tay đều có vuốt sắc bén ngót. Những cái vuốt còn sáng ánh lên. Các ngón tay tôi nhói buốt từng chặt, rồi cũng mọc ngay vuốt như họ. Bọn người đó hoảng loạn, kẻ thì tự giơ vuốt lên cào mặt toát ra lộ xương trắng hiếu, kẻ phanh ngực moi ruột gan tim phổi, có kẻ rạch toan bụng lôi một mớ ruột ra chân. Kẻ lại tự xả thân thành nhiều mảnh, thê thảm không tả xiết. Nhìn bộ dạng họ, bao nhiêu đau đớn, khổ sở, hoang mang đanh đanh trên mặt. Tôi cũng bất chợt không kềm được, giơ vuốt lên cào xé, khiến da thịt rách bươm. Thân xác thảm hại nằm sóng xoài. Cảm nhận đau đớn dữ dội và thấy như mình đã chết. Nhưng cổ họng chẳng phát được âm thanh nào.
Một luồng gió lạnh thổi qua không trung, thân thể cũng nhận biết gió, rồi giá thịt nát bấy thảm hại chợt liền lại như kỳ tích, chẳng còn thấy chút dấu vết nào. Thế là mọi người hỏi thăm nhau. Có ổn không? Chúng ta sống lại rồi, chúng ta sống lại rồi. Chỉ ít lâu sau, cảnh tình đó lại tái diễn, lại có luồng gió lạnh thổi qua, lại tái sinh. Cái đau đớn trong quá trình này còn thê thảm hơn cảnh Sử Lăng Trì ở thế gian ức vạn lần. Cứ chấm dứt rồi lại bắt đầu, không bao giờ kết thúc. Chịu hành hạ dày dò như vậy chẳng biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, bao lần chỉ mong chết hẳn, bao nhiêu lúc vui mừng ngắn ngủi, để rồi bị hành hạ không ngừng. Đến một ngày kia, cánh cổng nhỏ của quạt đài địa ngục chợt mở ra. Mọi người hối hả chen nhau chạy thoát, mong tìm được gian nhà để nghỉ ngơi. Đang tìm quanh quất, chợt thấy trước mặt có tòa thành cổng đang mở. Tôi chạy theo dòng người, do nghiệp lực không dứt nên lại tranh nhau ùa vào tòa thành có vẻ uy hoàng tráng lệ này. Khi kẻ cuối cùng vừa qua xong, cổng chính tự đóng lại. Còn đang hoang mang, tôi thấy trên cánh cổng có đề "Tiểu địa ngục khắc dân xa". Thời gian phải trải qua ở đây bằng 13 tỷ rưỡi năm cõi người. Chúng tôi vừa vào tòa thành thì tất cả những cảnh đẹp đều mất sạch. Khi đó trên không xuất hiện mây đen siêu khổng lồ, tuôn mưa xuống, mưa đá lửa chi chít từ trên trời rơi xuống với nhiệt độ cao. Rơi thẳng vào đám người, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Chẳng có chỗ nào ẩn nấp, đá lửa rơi trúng thân thiêu cháy da khét thịt. Cháy vào đến tận gân, rồi đốt luôn cả xương, vào tận truyện, khói bốc mù mịt. Thân hình như bén lửa, tiếng kêu gào và mùi tanh của da thịt cháy khét tràn ngập không gian.
cho đến khi không còn nghe thấy tiếng thét và tiếng rên la. Rồi biết rõ mình đã chết cháy, không còn hơi thở. Khi luồng gió lạnh thổi qua, thân xác hồi phục như cũ, và trận mưa đá lửa kia lại giáng xuống, lại dùng dậy dãy dụa, lại ngoắc ngoải lìa đời, lại có gió lạnh thổi qua, cứ thế dứt rồi lại bắt đầu, không bao giờ kết thúc. Cảnh tượng thê thảm và đau đớn khủng khiếp kia, dùng chữ nghĩa và ngôn ngữ không tài nào diễn tả nổi một phần triệu. Không biết đã bao năm tháng trôi qua, tảng mây đen kia loáng cái biến mất tâm. Cánh cổng địa ngục lần nữa mở ra, tôi lao theo đám người điên cuồng, chen nhau thoát khỏi đại địa ngục. Chạy đến cánh đồng mây mù che phủ, lại ngó quanh tìm nhà để mong cầu được an toàn. Mây mù tan dần, chúng tôi thấy một thành thị xinh đẹp trước mặt không xa. Cổng thành đang mở rộng, chúng tôi hớn hở chạy ùa đến. Người cuối cùng vừa bước vào, cổng thành lại lặng lẽ đóng lại. Tôi ngước lên đọc tên thành: Địa ngục phân nước tiểu. Thời gian ở đây bằng 13 tỷ rưỡi năm ở cõi người. Tôi kinh hoàng đang định bỏ chạy, chợt nghe tiếng ầm thật lớn, mặt đất biến thành ao to, do nhiệt nóng hùng đốt cứ như dung nham núi lửa. Toàn bộ dung nham đều là phân nước tiểu. Tôi rơi ngay xuống ao nóng sùng sục toàn phân nước tiểu, cảm nhận rõ ràng từ đầu đến chân đều ngập trong phân nước tiểu được đun bốc khói. Cái đau thảm khốc và ý thức tỉnh táo hành hạ tôi có thể hình dung. Đáng sợ hơn, khi trong ao nóng lại có một loại thiết trùng tên miệng kim, cứ chui rút trên thân từ da vào thịt, qua thịt đến gân, gân vào xương, xương đến tủy. Rồi nằm ở đó hút tủy xương chúng tôi.
Đau đớn đó khiến chúng tôi như chết đi sống lại, không ngừng bị giày vò. Giày vò như thế không thể thoát được, cũng chưa từng được chết hẳn. Cái đau thảm khốc khó quên cứ không ngừng hành hạ chúng tôi. Người xưa nói, ngày dài tựa năm, lúc đó thì dây dài như năm. Cũng không biết đã qua bao nhiêu ức triệu năm, cho đến một hôm, ao nóng phân nước tiểu thành đất bằng, thân thể ai cũng lành lặn như cũ. Cánh cổng địa ngục lại lần nữa mở ra. Mọi người chen nhau chạy thoát như phát cuồng. Vừa ra khỏi đó, cánh cổng lại lặng lẽ đóng chặt. Tất cả đang hốt hoảng, vui mừng, định tìm một mái nhà nghỉ tạm. Tôi lại thấy trước mặt có tòa thành đẹp. Mọi người hò hét nhau lao tới đó. Khi người cuối cùng vừa bước vào, cổng thành lặng lẽ đóng lại. Tôi quay lại nhìn, thấy giữa tòa thành đề tiểu địa ngục ngủ xoa. Thời gian ở đây bằng 13,5 tỷ năm cõi người. Đang thầm kinh hoàng, chợt con quỷ đen đúa mặt xanh nanh vàng hiện ra. Nó giơ chĩa lên, hất tất cả rơi xuống sàn sắt lung đỏ rực gần đó. Mùi thịt khét ngập ngụa trên tấm sắt, tiếng gào thảm thiết tràn ngập không gian. Con quỷ còn đóng đinh sắt đỏ rực lên tay chân và rốn tất cả. Tiếng kêu gào và tiếng đinh đóng vào thịt không ngớt vang lên. Tình cảnh đó không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Đến một ngày kia, con quỷ và tấm sàn sắt biến mất không còn dấu vết. Cổng thành lại mở. Tôi như vừa tỉnh ác mộng, lại theo đám người phát cuồng thoát khỏi địa ngục. Tôi chen giữa họ ùa ra bên ngoài, vừa đói vừa bệt, nhìn quanh quất mong thấy mái nhà nào. Còn đang tìm kiếm, mọi người lại thấy có tòa thành phía trước, cổng mở toang.
tôi bị kẹp trong đám đông, bị dòng người lôi vào trong thành. Vừa vào bên trong, cổng thành đã lặng lẽ đóng chặt. Tôi ngước lên nhìn thấy trên đề: địa ngục đói khát. Thời gian trải qua là 13 tỷ rưỡi năm. Tôi đang thầm kinh hoàng. Quanh người đã xuất hiện một tớp quỷ. Con quỷ mở miệng: các người tới đây làm gì chứ? Người đứng cạnh tôi vội đáp: chúng tôi vừa ra khỏi địa ngục kia, vừa đói vừa mệt, mong tìm chút gì đó để nhét vào bụng thôi. Con quỷ bật cười ha hả. Đơn giản, chỗ này bọn ta ăn uống nhiều lắm, các ngươi sẽ được ăn no nê, uống thỏa thề. Vừa dứt lời, nó xô bọn tôi xuống đất. Nền đất chợt biến thành tấm sắt nung đỏ rực, nóng bỏng. Khi chúng tôi kêu gào không ngớt, con quỷ không buồn giải thích, cầm kìm sắt bên miệng chúng tôi. Rồi nhét viên sắt đỏ rực vào môi miệng và họng, tất cả đều bị cháy, bốc mùi khét kinh tởm. Viên sắt thiêu rụi họng chúng tôi, phần đầu mất dạng. Bị thiêu xong, theo cuốn họng lần xuống thực quản rồi tiêm. Tim bị cháy hết, ngực cũng cháy theo. Bao tử cháy xong, viên sắt lại thiêu đến ruột, lại lăn xuống ruột non. Hết ruột non là ruột già, rồi thoát ra hậu môn, lăn một vòng như vậy. Viên sắt vẫn còn đỏ rực. Cái đau thảm khốc khiến chúng tôi vợ sống vợ chết. Trong quá trình bị thiêu đốt này, thần thức chúng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng tất cả đau đớn. Một luồng gió lạnh thổi qua, tấm thân rách nát chợt hồi phục lành lặn. Con quỷ lại hành hạ y như vậy. Ba ngàn 750 năm ở cõi người bằng một ngày của địa ngục này. Cũng một tháng có 30 ngày, năm 12 tháng. Tính theo thời gian cõi người là 13 tỷ rưỡi năm.
không có cách nào trốn thoát, không có đường sống nào. Hành hạ thảm khốc đó không hề dừng, không hề chấm dứt, cho đến khi cánh cổng địa ngục lần nữa mở ra. Con quỷ, tấm sắt đung đỏ rực và viên sắt đều biến mất tâm. Bầy người bị giày dò khiến thân tâm kiệt quệ, lại lần nữa thoát ra, lại lần nữa cực kỳ đói khát, lại tìm kiếm nơi chốn an thân. Lại trông thấy tòa thành mở toang cổng, lại ùa đến đó. Lần này tất cả ùa vào tiểu địa ngục khác. Qua cái tên cũng biết, thời gian ở địa ngục này vẫn là 13 tỷ rưỡi năm, diện tích vẫn là 10 triệu mét vuông. Khi cổng địa ngục lạnh lùng đóng lại, bên cạnh chúng tôi chẳng biết từ đâu giọt ra một con quỷ tốt. Nó cười hền hệt hỏi: Các vị cần gì hả? Gã quỷ cười ha hả: Đại vương ơi, chúng tôi vừa khát và vừa mệt, giờ cần nước uống. Dễ lắm, chỗ bọn ta nước rất nhiều. Vừa dứt lời, con quỷ xô chúng tôi xuống. Nào, nền đất chẳng biết đã thành tấm sắt nung từ bao giờ. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng thịt cháy xèo xèo, con quỷ cầm kềm sắt banh miệng, rót hết nước đồng đỏ rực vào miệng chúng tôi. Mọi thứ trong khoang miệng đều bị cháy rụi. Nước đồng nồng lại theo họng chảy xuống, đến đâu cũng quỷ hoài. Cuối cùng chảy ra ngoài hậu môn, thân ai cũng bị cháy hết sức thảm thương. Tệ hại hơn là dù đau thấu xương tủy, thần thức chúng tôi vẫn cực kỳ tỉnh táo. Cái đau đó không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Cơn đau nối tiếp cơn đau, không bao giờ kết thúc. Tôi đã tuyệt vọng đến không còn hy vọng gì. Ngày tháng trôi qua, đau đớn luân hồi mãi, mới đến lúc cổng địa ngục mở ra lần nữa.
chúng tôi lại chạy ùa ra. Dày dò y như thế, hành hạ y như thế, chúng tôi đã rơi vào địa ngục máu mủ. Tình cảnh trong địa ngục máu mủ khá tương đồng với những địa ngục trước kia. Có điều quỷ tốt dùng máu mủ đun sôi để hành hạ chúng tôi. Thứ dịch trong đó thiêu cháy tứ chi, thiêu cháy mắt mũi miệng, thiêu cháy những bộ phận có thể thiêu cháy trên thân. Càng thê thảm hơn khi trong địa ngục máu mủ lại có loại sâu lớn tên là tối mạnh thắng sống. Chúng dùng vuốt bén xé toạc mọi bộ phận có thể xé rách trên thân chúng tôi. Chúng tôi không kềm được dùng tay dốc dịch máu mủ nóng cho vào miệng. Chất dịch đó vào rồi phá hủy hết ruột gan nội tạng chúng tôi. Dài dò như thế không ngừng tiếp diễn. Đến khi cổng địa ngục lại mở ra, lần nữa chúng tôi chạy ào ra. Chờ đón chúng tôi là một tiểu địa ngục có tên Chỏ Độc. Diện tích cũng là 10 triệu mét vuông. Thời gian chịu tội vẫn là 13 tỷ rưỡi năm. Ở địa ngục này có một nồi bằng đồng cực lớn bị lửa địa ngục trên đất đun nóng rẩy. Con quỷ vứt bỏng thân chúng tôi, dúi đầu xuống ném vào nồi. Ngay lập tức thân hình chỉ còn trơ bộ xương. Con quỷ vớt xương lên, trận gió thổi qua, chúng tôi lành lặn như cũ. Rồi lại bị ném xuống, lại phục hồi tỉnh táo lần nữa, không bao giờ kết thúc. Tuy thịt da bị nấu không còn hình dạng, nhưng tâm niệm vẫn ý thức rõ.
dày dò thảm khốc đó. Đến tận khi cổng địa ngục mở lại, lần nữa chúng tôi ùa ra.